Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án nhận được token Avaholic. Tham gia dự án này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mình sẽ làm các nhiệm vụ trên Terra Mico cho mình nhé. Sau khi về đó mình bấm start cho mình. Rồi nhập mã captcha cho mình. IH8UDU IH8U D U. Rồi tiếp theo bấm submit data. Ok, join vào tất cả các nhóm đây, sau bấm don mình nhá. Bấm follow. Sau khi follow thì bấm quay trở lại. Tiếp tục follow kênh này cho mình. Ở đây bấm vào có xem hồ sơ này. Sau đây bấm theo dõi cho mình. Rồi quay trở lại. Tiếp tục bấm đôn. Ok. Join vào tất cả các nhóm Telegram. Bấm join. Đồng thời chat cho mình một từ. Rồi sau đó quay trở lại rơi vào kênh group Telegram. Đã rơi vào kênh Discord. Bấm chấp nhận lời mời ở chỗ này nhé. Ok. Mọi người sẽ xem nào. Tích vào các hình dưới này cho mình, bấm tích này. Đấy. Mũi tên này, 100% này, đấy. Rồi, sau đó kéo sang phải này, không cần nữa, quay trở lại. Bấm vào đôn. Rồi, Sumit Sechan. Ở đây địa chỉ ví, mọi người sẽ dùng địa chỉ ví mạng Avalanche nhé mọi người nhé. Địa chỉ ví mạng Avalanche thì mọi người sẽ cần phải tích hợp vào trên ví MetaMask. Thì mình sẽ có video hướng dẫn tích hợp mạng Avalanche ở trên ví MetaMask rồi, thì mọi người có thể vào để xem nhé. Ở đây mọi người chỉ dùng được địa chỉ ví MetaMask cho mình nhé. Nếu như chưa tích hợp mạng MetaMask chưa tích hợp mạng Avalanche thì mọi người có thể copy trực tiếp địa chỉ ví MetaMask cho mình nhé, sau đấy gửi địa chỉ ví vào là được xong nhé. Tuyệt đối địa chỉ ví không, mọi người không dùng địa chỉ ví TrueWallet nhé, mọi người copy trực tiếp địa chỉ ví MetaMask cho mình sau đấy gửi vào đây. Ok. Ở đây like và retweet bài post. Mọi người sẽ mở cái bài này lên. Đây bài post này. Mọi người bấm thích này. Sau đây bấm vào đây. Bấm vào tích dẫn tweet. Mọi người retweet mà gắn thẻ ba người bạn cho mình. Rồi sau đó bấm tweet lại. Sau đấy bấm vào chữ xem hoặc chữ view. Sau đấy mà copy cái link này cho mình. Bấm sao chép cái link này. Sau đấy gửi vào Airdrop Telegram. Rồi. Và cuối cùng bấm vào submit my data đúng không? Xem nào. Trên này đã bấm submit my data chưa? Hình như thế là xong rồi nhá. Đấy như vậy là xong đúng không nhỉ? Đợi mình một lát nhé. Ok, sau khi gửi địa chỉ gửi cái link này xong thì mọi người đã làm xong nhiệm vụ nhé. Như vậy dự án này là một dự án không có red nhé, và dự án này là một dự án random, chỉ có 500 người may mắn sẽ nhận được là 200 đô token mọi người nhé. Mỗi người nhớ mà may mắn nhận được, mọi người sẽ nhận được 200 đô token. Ok, cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video về dự án tiếp theo.